Xin chào tất cả các bạn. Rất vui ngày hôm nay thì Vũ gặp tất cả những người bạn thân yêu của mình. Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đặc biệt đối với Vũ, tại vì Vũ sẽ đến một phòng thu và ngay sau đây Vũ sẽ thu với cái đầu tiên của mình. Một cái tâm sự của một người con xa quê, và Vũ sẽ gửi cái tâm sự này qua những nốt nhạc. Với ca khúc Đại Hương Quê Tôi sẽ là một tình cảm trọn vẹn nhất của một người con xa quê, và Vũ gửi cái tình cảm này đến với những người thân yêu của mình tại quê hương, đó là Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam. Và ca khúc này cũng xin được gửi tình cảm của mình đến với những người bạn của Vũ. Rất hy vọng rằng các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc này và ủng hộ cho mình Vũ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Mời em về thăm quê, với sông Côn, sông đảo êm đềm, khe tre mát rượi, sông vàng, sườn giữa rừng xanh. Thăm thoát đã hơn 15 năm xa quê, những câu hát thân quen ấy cứ làm tôi luôn có cảm giác đau đớn nhớ về quê hương Đại Hưng. Nếu ai xa quê sẽ trải nghiệm rõ ràng, bởi điều ấy thật không dễ dàng chút nào, phải không? Don't.
bài giỏi suốt cả ngày xuân. Movestar Media and Entertainment.